Ui dồi, nó còn khỏe quá. Đấy ấy được mà, nếu có vừa thì xúc được mà. Để đổ đổ cái số, cái thông báo cái số đường. Đây. Đấy, từ từ đã, nó còn khỏe quá. Đây, úi rồi còn chạy. Ui. Con này to nhỉ? Ừ. To lắm. Cước bé dòng cá sợ bỏ sư cái đứa. Kêu tè tè. Tanh tanh như dây đàn đấy, sợ thật. Cước. Ui. Rô rồi. Hả? À, rô cái vẫy này ông ơi. Đen. Đen, đen, đen. Chấm trắng không ạ? Cái vẫy to ngó chân cái ấy. Đây. Sợ chưa? Chấm trắng, chấm trắng. Chấm trắng, bảy chấm trắng này. Cái bảy này. Bảy này. Bảy to ngón chân cái luôn. Tiếp lại thì đẹp như thế mà có gì mình giật còn không bao chứ. Đấy, cần không phải mà cái lục mình nó loại ít tiền quá nên là chắc không xuyên được. Không xuyên được. Đây các cụ xem nhé. Đây, con vẩy chấm trắng này to như thế này cơ. Có lẽ là do cái đồ câu của mình nó ít tiền quá nên là không xiên được nó. Này cứng lắm này, tay mình bóp mà nó còn không mềm tí nào, cứng đét luôn. Đét đẹp. Đấy, đi câu là thế đấy các cụ, nhiều khi đồ đạc nó mình không có đầu tư hay không hoàn nó không có đầu tư nên là nhiều khi những phá này rất là tiếc luôn này. Và thật sự rất là tiếc luôn. Thôi thì đành chịu vậy, nó không đen thì đành chịu, biết làm nào bây giờ. Nhiều nhiều luôn. Ôi, chết rồi, không kịp xả con. Hỏng rồi, ăn ơi, ra đi, ra con đi, ôi rồi, ôi. Cái gì thế này? Úi dồi ôi. Cái gì đấy? Cái gì hàng hay sao mà lại... Hàng ấy sao mà lại nặng thế? Nặng quá. Ôi giời ơi, đừng chạy vào trong này, thôi xong. Hỏng ăn rồi. Đấy, bổng lên đây đấy, bổng lên rơi đấy thấy. Mẹ cước của tao cước bé chứ có to như kia đâu. Chắc vẫn chết thôi vì mồi của tao có đen đâu mà đen. Ôi trời ơi. Đất hỡi. Vẫn là nàng tiên sơn ca thôi ông ạ. Ôi trời ơi, chết to thế. Đã khéo à?
thằng nào ghế, không thằng nào ô, không thằng nào có vợt. Toàn màn những màn bắt cá siêu đẳng cấp thế này thì chết. Khỏe thật không ạ? Tiếp phải nó giật 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 cướp như đúng rồi ấy. Kêu rè rè. Chết. Tớ cứ tưởng đen cơ vì nó tì đẹp quá. Hóa ra mỗi lần nó láo này là nó chạy đi à. Bây giờ mới nhìn thấy, từ hồi nào có cá rồi mình mới nhìn thấy. Úi giời, phải con chép. Đặt ông. Ừ, khách kêu cảm ơn. Tiếp lại cước bé rong sợ nhỉ. Sợ quá luôn. Kêu tanh 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 như kiểu dây đàn thế này. Cái gì mới nhá, đừng vào chiếc máy quay nhé, đừng vào chiếc máy quay để bộ. À rồi nhìn kìa. Nhớ chưa? Ở con cá bé ngày này, thì mang đi đâu rồi nhở? Này một câu ấy, rồi mang đi đâu nhở? Ôi dồi ôi, nó còn khỏe quá. Đấy ấy được mà, nếu có vừa thì xúc được mà. Để đổ cái số kia xong mang cái số kia. Vật trọng quá rồi, bây giờ vật số. Đây, đây. Đấy, để từ từ đã, nó còn khỏe quá. Đây, úi rồi còn chạy. Úi ừ. Con này to nhỉ? Ừ. To lắm. Cước bé dòng cá sợ quả sư với đứa. Kêu tè tè. Tanh tanh như dây đàn ấy, sợ thật. Cước này tao mắn ra nó. Hả? Cái này cước có 3 mà. Thế đấy, bé chi đấy. Đùa làm gì? Hôm ra mua, mình định mua cuộn kia nhưng mà đã mang đủ tiền, thế là lấy cái này phải lấy ốc về thả. Lấy lại bồi thêm ốc á. Bồi đi. Đâu tìm mang vợt về đấy, mang vợt. Còn bây giờ là có sự hỗ trợ của vợt rồi.
Ôi giời, con cá to quá không ạ? Nhanh nha. Con thứ ba nha các cụ nhá, bây giờ là phải nhờ đến hỗ sự hỗ trợ của vợt đây này. Một hai màn bắt cá bằng một màn bằng tay, một màn bằng số rồi chưa hết, chưa nó nổi lên đó, chưa nó vẫn còn chạy. Chưa nó nổi. Nó vẫn còn lôi. Khỏe chưa? Rồi, lần này thì có từ cho nó ngửa lên cái đó, nó ngửa lên cái nó xúc từ đầu vào. Xúc từ đầu vào. Chưa được. Ấy, nó mà mắc vào lục một cái là toang luôn. Rồi. Rồi, ấy. Ăn được. Ui giời. Con lôi con chép to thế. Ủa, con này. Con này phải 3 cân mấy rồi. Úi giời. Con chép. Úi giời, ăn mấy móc đây. 4-5 móc đây. Ôi lôi. Cá. Ê, chân đây. Chân trâu rồi mà vẫn còn cảm thấy bé này. Mình là chân trâu. Chân trâu mà ai còn thấy bé này. Khiếp. Đẹp thế nhỉ. Thôi, mình tạm để cá vào đó nhé.